thấy biết nói gì không. Xôn xao rừng cây như mơ, bạn thấy cây nói gì không. Đại dương trào lên một màu xanh ngát trong lành, và cánh rừng ngân nga để rừng xanh mãi cho đời, và màu xanh xanh ngát nơi chân trời cho mây trắng bay. Này bạn ơi hãy nhớ đến muôn đời nuôi
Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con kính nghe rằng tăng là những bậc chân tu, biết đời quyển mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Hôm nay toàn thể nam nữ Phật tử chúng con được diễm phúc câu hội về đạo tràng tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu an lạc một ngày lần thứ 18 với sự hướng dẫn chỉ dạy của Đại Đức Giảng Sư. Còn hơn thế nữa, Đại Đức Giảng Sư là hiện thân của người lái đò khả kính, đưa chúng con từ sông mê lên bờ giải thoát thông qua giáo lý của Đức Phật mà Đại Đức Giảng Sư đã hướng dẫn sách tấn cũng như truyền trao cho toàn thể Phật tử chúng con, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu tập Phật Pháp của mình. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này toàn thể hội chúng của chúng con đã trang nghiêm như Pháp, đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời Pháp âm mà Đại Đức Giảng Sư sẽ truyền trao cho toàn thể đạo tràng chúng con. Ngưỡng mong Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ bắt đầu tuyên dương Pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả của khóa tu, lời đầu tiên Thầy gửi lời chúc sức khỏe đến các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu vững bền, thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Tôi xuống dưới tôi tính soạn bài mà tôi nghe ca cải lương không quên. Đúng là chất liệu miền Tây là danh bất hư truyền, đúng không? Mặc dù nó không có sôi động nhưng mà nó trầm lắng, nó mang chuyển tải nhiều ý nghĩa. Thật sự so với ca nhạc thì dĩ nhiên là ca cổ cải lương chuyển tải nhiều ý tưởng hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều, mà mang bản chất tình cảm rất là dạt dào. Trong một bài hát ca cổ, bởi vì sao vậy? Nó dài cho nên nó có thể bày tỏ được tất cả các cảm xúc và nguyện vọng chúng ta muốn nói. Còn cái bài nhạc thì nó ngắn, nó cô động, cho nên đòi hỏi chúng ta phải tư duy rất nhiều trong từng câu từng chữ. Vì chất liệu của người miền Tây không thích vòng vo, không thích tư duy nhiều, cho nên nói gì nói thẳng ra đài. Cho nên trong tất cả các bài ca cổ phần lớn là bày tỏ cảm xúc của mình qua ngôn ngữ rất là rõ ràng. Muốn nói đến mục đích gì là trong cái bài đó nói đầy đủ. Thật sự tất cả các bài hát của các vị rất là có ý nghĩa. Và khi ở phía dưới tôi nghe thì tôi có cảm nhận rằng là thật ra đạo Phật mà lồng qua âm nhạc á, thì nó cũng làm cho con người ta ý thức được hơn về cái chuyện tu học rất là tốt. Giáo lý của Đức Phật chúng ta được truyền tải đúng ý nghĩa của nó qua các bài hát thì sẽ làm cho vấn đề phổ cập về đạo Phật trong lòng quần chúng rất là lớn. Có những người người ta không tu tập nhưng mà người ta sẽ thuộc lòng những cái bài ca như vậy, người ta thuộc lòng những cái đoạn hát như vậy, người ta chỉ nhép nhép chơi trong một vài câu nhưng mà nó sẽ tác động được với tâm lý của người ta. Nếu trong quần chúng người ta thuộc những câu nói dân gian như vậy, trong những bài hát được phổ cập, thì chúng ta thấy rằng đây là một sự truyền đạt cũng rất thành công, là đưa đạo Phật đi vào âm nhạc. Một phương diện này cũng rất là quan trọng, nhất là trong thời đại của chúng ta. Thì qua các bài hát của các vị, phần lớn các vị đều truyền tải được nội dung đó và nói lên ý nghĩa rất là sâu sắc. Giống như cái bài của cô gì hát chỉ có một câu thôi, nhưng cái bài đó nó lại chứa đựng một ý nghĩa của Phật học rất là uyên thâm. Soạn giả đó đưa ra một cái vấn đề của Phật học rất là cao, chứ không phải là chuyện bình thường. Còn bài hát của cô Hoa Thiện á, thì bài hát đó chuyển tải một cái chất liệu về cái tu tập của người tu tịnh độ và cái mối quan hệ của đạo Pháp và mọi người, nó rất là thấm thiết. Nói chung buổi sáng nay các vị phần lớn để chuyển tải các bài hát rất thành công, xin tán thán công đức của tất cả các vị. Nếu trong đạo Phật chừng ấy là đã quá tốt rồi. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện của chúng ta. Hồi nãy nghe mời ca sĩ thêm 1 tiếng rưỡi ha. Ca sĩ nào? Tôi thì tôi không thể sánh được với tất cả các ca sĩ từng hát của chúng ta đã qua rồi, đúng không? Người nào hát cũng siêu xuất cả. Thì thôi bây giờ tới việc của chúng ta.
Thì hôm nay tôi chỉ đến với tất cả các tín chúng với một bài pháp thoại cũng tương đối là một vấn đề nóng bỏng trong xã hội cả năm qua. Xin thưa các vị, năm qua trong xã hội chúng ta thường dư luận về vấn đề ngày tận thế, có phải không ạ? Ở đây tất cả chúng ta ai có biết ngày tận thế không? Hả? Mà có sợ không? Hả? Không. Nếu chết cùng chết mắc gì sợ, đúng không? Phải có mình chết mà thiên hạ sống thì mình sợ. Còn chết tất cả chúng ta đều chung một thuyền mà sợ cái gì? Đó. Cho nên thời gian qua tôi nói thật với các vị, những tin đồn về vấn đề tận thế mà tin đồn nổi bật nhất là tin đồn vào cuối năm 2012, có phải vậy không? Tức là vào cuối năm nay. Nó cũng gây xôn xao trong dư luận rất nhiều. Và điều này không phải ngày hôm nay tôi mới nói. Tôi đã nói với các vị chia sẻ qua một cái bài là đi tìm chốn bình an. Tôi đã nói những vấn đề trong đó. Nhưng thật ra những vấn đề này không phải tôi tiên liệu mà tôi nói, mà tôi tìm hiểu qua tất cả các thông tin về khoa học mà tôi chia sẻ với các vị để các vị hình dung, để có một cái khái niệm về việc này, là tôi hòng ngăn chặn lại tất cả những người lợi dụng mê tín để mê hoặc quần chúng, làm động lên dư luận, để rồi làm hoang mang trong quần chúng, rồi để họ truyền tải những cái ý tưởng mà họ muốn dẫn dắt chúng ta theo con đường tà kiến. Cái khái niệm này chúng ta đã được biết, mà tôi đã đưa ra cho các vị trong bài đi tìm chốn bình an rồi. Nhưng mà lại vẫn có những cái bài nói chuyện sau này, hoặc những cái thông tin, những cái điều mà đưa đến cho các vị, tôi thấy nó rất là khập khiễng và nó rất là mê tín ở trong đó. Cái người đưa tin đến cho các vị về cái năm tận thế không mang cái nghĩa là giúp cho chúng ta tìm hiểu, hay là giúp cho chúng ta có một cái cách gì để giải quyết một vấn đề, cho dù thực tế nó có xảy ra. Ví dụ nó có xảy ra thì mình phải mở cái lối cho người ta như thế nào. Nhưng phần lớn tôi thấy không có được cái ý tưởng đó. Phần lớn là đem cho chúng ta một sự khủng hoảng lo lắng. Họ tung một quả mù vào trong quần chúng như vậy, để cho tất cả các vị hoang mang và không biết đường đi, cho nên dễ dàng rơi vào trong cái bẫy của những người truyền đạo mê tín và tà đạo. Người Phật tử chúng ta phải hiểu rất rõ, cho dù việc đó có hay không, đối với chúng ta vẫn là vấn đề không quan trọng. Vì cuộc đời này nó vốn sanh, vốn diệt, vốn thành, vốn mất như vậy đó. Đó là chuyện rất bình thường. Cho dù tận thế có xảy ra hay không, tất cả chúng ta đều sao? Rồi phải chết. Ai cũng phải chết. Điều đó đều đương nhiên, mắc gì chúng ta phải bận lòng với những cái dư luận xung quanh đó. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vài điều trong việc này, để chúng ta nhận thức rõ ràng hơn, để chúng ta có thể, chúng ta đánh tan được những dư luận, chúng ta có thể nhận thức đúng đắn hơn về một vấn đề đang xảy ra. Vấn đề đó có như thế nào đi chăng nữa, đó là quy luật của trời đất, không lệ thuộc vào cái đầu của cá nhân nào có thể can thiệp được chuyện này. Cho nên ở đây phần lớn các vị, ai tin rằng có ngày tận thế đâu đưa tay lên đây. Hả? Sao vậy? Bình thường nghe đồn dữ lắm mà bữa nay hỏi ai tin có ngày tận thế sao im lìm vậy? Bây giờ tôi hỏi là một trắc nghiệm một lần nữa, các vị tin rằng có ngày tận thế không? Vậy là quá sai. Ai nói rằng không có ngày tận thế là sai, nhưng mà nói rằng tận thế năm 2012 lại càng sai hơn nữa. Vấn đề này nói có mâu thuẫn không? Và xin thưa thật với các vị, nếu thật sự năm nay có tận thế xảy ra, các vị có sợ không? Ai thật sự không sợ đâu đưa tay lên thầy coi. Wow, xin chân thành cảm ơn các vị. Đúng là các vị tu có tiến bộ đó. Tu có tiến bộ đó, nhưng mà tiến bộ ở trong giảng đường thôi nha. Hình như tôi thấy bước ra khỏi chùa là bắt đầu không có tiến bộ rồi đó. Ra khỏi giảng đường thì tôi nghe bàn cái này nhoi hết, người này sợ cái này, người kia sợ cái kia. Thậm chí ở trên mạng tôi thấy có những bước lên vậy: con còn trẻ lắm, con chưa kịp cưới vợ nữa, tận thế rồi. Tôi nghe có những lời than rất là tội nghiệp như vậy. Nhưng mà người nào thiếu nợ chừng vài trăm tỷ cái nói tận thế mau mau đi. Có phải không? Cho nên tôi nói thật với các vị, cái từ này
nó cũng làm cho chúng ta xôn xao. Nhưng mà bây giờ trước khi đi vào trong vấn đề này thì tôi xin chia sẻ với các vị với một cái bài giảng chủ đề hôm nay là tận thế do đâu. A Di Đà Phật. Nói tận thế do đâu có nghĩa là điều này sẽ xảy ra à, điều này sẽ xảy ra, nhưng xảy ra với thời gian nào và xảy ra như thế nào, đây là vấn đề chúng ta cùng tìm hiểu. Còn tất cả những cái chuyện mà chúng ta vừa tìm hiểu qua như một tin đồn thổi thì việc đó là chuyện ngàn đời của tin đồn. Tin đồn vẫn mãi mãi là tin đồn, còn sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Tin đồn có thể từ con muỗi trở thành con voi hay là con cá mập, điều đó đều đương nhiên. Và cũng có thể tin đồn từ một con cá mập trở thành con muỗi, điều đó chúng ta không thể xác định được. Nhưng bây giờ trong tất cả các thông tin đại chúng, nhất là thời đại Internet, một tin gì đó nó thổi lên trên Internet, nó post lên như vậy thì có tất cả hàng ngàn hàng triệu con người trong thời gian một vài tiếng đồng hồ sẽ biết đến. Như vậy trước khi chúng ta tìm hiểu sâu vào vấn đề này và chúng ta hiểu kỹ về vấn đề này thì tôi hỏi với các vị, các vị sẽ giải quyết với chúng tôi trong cái ý nghĩa của hai chữ tận thế. Như vậy tận thế là gì? Hả? Tận thế là gì? Rồi thầy mời cô. Ngày tận cùng của thế giới, đúng chưa? À, cũng có hơi hơi đúng á. Xin thưa các vị, còn có ai trả lời được câu gì nữa không? Tận thế là gì? Thầy mời cô. Sự đảo cực của trái đất gọi là tận thế. Rồi thầy cảm ơn cô. Cái này còn phải kiểm nghiệm lại không? Tận thế là hủy diệt. À, câu này cũng thấy hay hay đó. Rồi còn cái nào nữa không? Cái sự đảo cực đó nếu có xảy ra, đó là cái hiện tượng, một trong những điều dẫn đến tận thế, chứ không phải là cái nghĩa của tận thế. Thấy không? Rồi còn gì nữa không? Ừ? Xin thưa các vị, như vậy về trên mặt từ ngữ chúng ta xin hiểu được cái nghĩa đen và cái nghĩa bóng của nó. Về cái nghĩa đen, tận có nghĩa là kết thúc, là chấm dứt, là cuối cùng. À, như vậy tận thế có nghĩa là hết đời. À, thế là cuộc đời. Như vậy từ nghĩa đen của nó là tận thế là hết đời. Vậy là mày hết đời rồi, có nghĩa là mày sắp tận thế. Tận thế của riêng mày, đúng không? Ví dụ ai làm điều gì đó là sẽ chết, hoặc là sẽ gì đó là hời thằng đó nó tận thế rồi, nó hết đời nó rồi. Cái chữ hết cuộc đời là tận thế. À, tận thế mang cái nghĩa đó là như vậy. Cá nhân của con người trong một cái đại thể. À, như vậy chữ thế là chỉ chung cho cuộc đời. Vậy là tận thế là chấm dứt cuộc đời. Hết cuộc đời là sẽ chấm dứt đi một cái nền văn minh của toàn thể nhân loại, của một thế giới, của một hành tinh nào đó. À, như vậy kết thúc sự sống trên một hành tinh cũng là sự tận thế. Như vậy theo nghĩa đen chúng ta được hiểu như vậy. Còn nghĩa bóng là gì? Tận thế chúng ta mang cái nghĩa bóng là sự hủy diệt toàn bộ, một cái sự thảm họa đồng nhất mà tất cả nhân loại chúng ta đồng hứng chịu. Về cái từ này chúng ta được hiểu nó là như vậy, phải không? Cho nên mỗi khi người ta sử dụng cái chữ tận thế thì chúng ta có thể chúng ta không hiểu về nghĩa đen cho lắm, nhưng mà chúng ta loáng thoáng rằng cái từ này nó mang cái nghĩa một gì đó kinh khủng sắp xảy ra với nhân loại chúng ta, thì người ta gọi là tận thế. Như vậy thì xin thưa với tất cả các vị, cách đây 20 năm tôi có đọc cho một cái quyển gọi là Kiến thức ngày nay, nó cũng đã có một thông tin về tận thế. Có thể là không hẳn là tận thế, nhưng mà cho chúng ta một thông tin cũng đáng lo ngại. Đó là một nhà tiên đoán, ông đã đoán rằng vào năm 2039 là nền văn minh của nhân loại sẽ chấm dứt. Và thồng thêm một cái câu sau đó, ông nói rằng tất cả chúng ta sống lại với thời kỳ của nguyên thủy. Thì lúc đó tôi cũng chưa có hiểu và chúng tôi chưa có quan tâm về vấn đề này lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta được hiểu rằng nền văn minh của nhân loại chấm dứt chưa có nghĩa là tận thế. Bây giờ tôi ví dụ,
Ví dụ trên thế giới này nếu mà nguồn dầu hỏa không còn thì cái nguồn văn minh của nhân loại chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà có nghĩa là sự sống chúng ta vẫn còn tiếp tục với tính cách là không được như thời đại của văn minh đó. Bây giờ ví dụ nguồn dầu hỏa không còn thì điện này có không? Không. Máy quay phim này có không? Gia đình chúng ta tủ lạnh, cassette, tivi, truyền hình hay là máy lạnh gì tất cả có không? Các cao tầng, những thang máy có không? Máy bay, xe hơi, nhà lầu, tất cả các cái đó chúng ta đem kiếm chỗ luyện mà không có. Lúc đó không có bãi đất trống để chúng ta đem luyện. Và lúc đó hữu ích của chúng ta nhất là cái gì? Là đồ gỗ, là đôi bàn tay, là củi, là dầu u, là cây dọi, là tất cả những gì, những rơm rạ của chất đốt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Thật ra trong tất cả các nhà khoa học đã tiên liệu rằng không quá 20 năm nữa nguồn dầu hỏa trên thế giới sẽ kết thúc. Như vậy nếu những nhu cầu phương tiện của chúng ta có thể kéo dài tối đa là khoảng 20 năm nữa. Cho dù tiếp tục thời gian sau đó có đi chăng nữa là một sự đắt đỏ mà không thể nào chúng ta có thể sử dụng như một sự thông dụng bây giờ. Thời gian này đối với chúng ta không có lâu, 15 đến 20 năm là không có lâu. Nhưng điều đó như một sự thật phải xảy ra với toàn thể nhân loại, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cuộc sống này nó sẽ kết thúc. Và vì vậy tôi mới nói rằng các thông tin về ngày tận thế, các vị biết các thông tin này từ đâu? Thông tin về ngày tận thế trước hết là chúng ta dựa vào cái thổi phồng nhất là cái bộ lịch cổ của người Maya, đúng không? Bộ lịch cổ của người Maya, người ta xem đó là những cái nền văn minh của những nhóm người ở đất nước Racine vào thời kỳ cổ đại. Vào thời này những nhóm người đó, người ta đã có hiểu về thiên văn học và toán học, cho nên người ta đã làm ra một bộ lịch của thời văn minh đó. Giống như Phật học, chúng ta lấy cái ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật làm Phật lịch, cho nên chúng ta mới có là Phật lịch 2555. Tức là từ hôm nay tính ngược về quá khứ là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2555 năm rồi. Nhưng mà trước 2555 còn nữa không? Còn, tức là 80 năm tuổi thọ của Đức Phật nữa chi. Rồi trước Đức Phật còn nữa không? Còn. Như vậy tất cả những cái này chỉ là mốc thời gian. Và vì vậy lịch của người Maya là được chiết tính trong thời gian là 5126 năm. Và người ta đã suy đến đến hôm nay cái ngày kết thúc của lịch người Maya nó trùng hợp vào đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là cái ngày sẽ hết lịch của người Maya. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng lịch số của người Maya được tính tới đó. Nhưng mà tới đó có phải là sự kết thúc của nhân loại hay không? Đây là điều chưa có ai kiểm chứng. Bởi vì cái thời gian nó thuộc về tương lai. Và bản thân của những bộ tộc văn minh thời đó của người Maya cũng chưa kiểm chứng điều này. Bởi vì họ đã chết hết rồi. Họ đã đưa ra một vấn đề mà sau này mới có. Và sự thật các nhà thiên văn học cũng như các nhà khoa học cũng có một sự chiết tính suy đoán cộng trừ nhân chia. Thì nó cũng có một sự trùng hợp là cái chu kỳ của các hành tinh đi trong dải ngân hà nó đã tới chu kỳ 26.000 năm, nó kết thúc vào đúng vào thời điểm của lịch số của người Maya. Như vậy thì ở đây nó có những vấn đề mà nó trùng hợp thì có chứ không phải không. Nhưng mà sự thật ra cái ngày tận thế này không phải là đợi lịch số của người Maya chúng ta mới biết được, mà trước kia đã từng một lần chúng ta đã đồn giật gân về ngày mà tận thế rồi, tức là vào ngưỡng cửa của năm 2000. Tức là để bước vào năm 2000 chúng ta là cả một sự khủng hoảng về tinh thần. Mà cái hiện tượng của nhà khoa học cho là hiện tượng Y2K. Tôi không biết cái chữ đó viết tắt từ chữ gì, nhưng mà tôi được hiểu nôm na là hiện tượng Y2K là cái lỗi này của các nhà tinh học. Vì chúng ta nằm trong thế kỷ đó, tức là trước đó khoảng vài ba chục năm trước, các nhà bác học chúng ta mới đưa ra các thông số này để được nhập vào máy tính bằng cách là vì chúng ta nằm trong cái thập niên đó hay là cái kỷ nguyên đó, cho nên là thông thường các vị sinh năm 1980 đi, hay là các vị sinh năm 1969 đi, thì các vị viết tắt là số mấy? Hả? Nếu các vị sinh năm 1969 thì các vị viết tắt là số mấy? 69. Ví dụ các vị sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969 thì trong cái sổ là chúng ta chỉ viết tắt 10 tháng 10 gạch 60
69 là mặc nhiên chúng ta biết trước nó là 1900. Nhưng mà máy thì nó không có giống như chúng ta. Nếu mà chúng ta trải qua hết năm đó rồi, chúng ta qua 2001, chúng ta vẫn biết rằng người này sinh năm 1969 và tới cộng tới hôm nay là năm 2001 là nó ra được bao nhiêu tuổi. Nhưng mà máy nó không có. Máy các vị đã nhập như vậy cho nên tới cái thời điểm đó qua 2000 nó nhảy gì? 00, hai cái con số 0. Như vậy tất cả những gì trước đó nó hoàn toàn nó xóa hết. Tất cả các thông số dữ liệu mà được lưu bằng cái đó thì tới vào thời điểm đúng giao thừa 2000 bắt đầu qua 1 phút toàn thể các dữ liệu ngân hàng, tiền bạc, tất cả mọi thứ của tất cả các vị xóa hết. Các dữ liệu về mặt thông số đó mất hết toàn bộ. Cái này nó được hiểu là hiện tượng Y2K nó là như vậy. Nhưng chúng ta lại hiểu một cái cách khác. Ở đây là một thông tin từ Kinh Thánh, có nghĩa là 2000 năm tận thế. Cái này hoàn toàn do một ý thức rất chủ quan trong một tôn giáo là đưa ra cái học thuyết về cái mốc thời gian là 2000 năm tận thế. Và cái thời điểm 2000 năm là cái địa điểm giống như sự chọn lựa. Ai có sự tin cậy về Đấng Thượng Đế, cầu nguyện Đấng Thượng Đế thì thời điểm đó chúng ta sẽ được trước về thiên đàng. Còn những người không tin hoặc là không phải theo cái học thuyết của họ thì tất cả những người đó phải xuống địa ngục hoặc là thê thảm đau khổ thế nào. Cái này nó xuất phát từ một học thuyết. Như vậy nếu đứng về cái mốc 2000 năm để gọi là tận thế, cái này nó không có thực tế chút nào. Bởi vì trước thời điểm 2000 năm đó còn rất nhiều cái nền văn minh cổ đại có trước 2000 năm đó nữa. Và chúng ta nên nhớ kỹ rằng một cái nền văn minh cổ đại của Ấn Độ tương đối nó đã 3000 năm. Và dựa vào lịch cổ của người Maya thì đến năm nay thì người Maya họ đã có một nền văn minh kéo dài đã 5126 năm rồi. Như vậy cái thời gian này nó đã gấp đôi gấp ba lần với những học thuyết của Kinh Thánh đưa ra 2000 năm tận thế. Và đối với Phật học chúng ta thì Phật lịch nó đã là 2555 rồi, nó đã vượt xa với những con số này. Nhưng mà trái lại trong thời điểm đó chúng ta cũng lại khủng hoảng chuẩn bị ngang tối trời 7 ngày 7 đêm ngang, cho nên đi ra mua đèn cầy với mì gói có phải vậy không? Tôi nói thật với các vị, nếu mà đã không có không khí tối trời 7 ngày 7 đêm, tôi nói thật với các vị lấy cái gì mà cháy đèn được. Và các vị thở còn không được nó lấy gì ăn mì gói. Chắc tôi nghĩ lúc đó những người sản xuất đèn cầy với sản xuất mì gói á, họ cảm thấy thông tin này hấp dẫn cho nên thời điểm đó bán đèn cầy với bán mì nó chạy quá trời quá đó. Tới chừng qua rồi nó không có mì một đống, không biết để đâu. Ăn hoài ăn mì sao chịu đời cho nổi, có phải không? Thành ra ở đây chúng ta biết rằng xuất phát những thông tin này như vậy là các thông tin này nó còn nhiều thông tin khác nữa. Những thông tin tận thế ngoài cái việc đó ra còn một số nhà tiên đoán trên thế giới tiên đoán về thời gian, về cái chuyện đó xảy ra vậy. Bên cạnh đó chúng ta có những thông tin khoa học. Những thông tin khoa học không nói về vấn đề tận thế, nhưng mà người ta nói về thảm họa có thể xảy ra do một cái vấn đề gì đó, có thể do một thiên thạch. Ví dụ bây giờ các nước trên thế giới, những nhà thiên văn và các nhà khoa học đang lo nghĩ về vấn đề của một thiên thạch sẽ đi vào trái đất của chúng ta trong thời điểm cuối 2012 và qua 2013. Và người ta nói rằng khoảng cách trên lệch trái đất chúng ta và cái thiên thạch đó hiện giờ đang là khoảng 260.000 km. Cái sự chênh lệch này nó làm cho các nhà khoa học rất lo ngại. Và nhiều nhà khoa học ở Mỹ cũng như Liên Xô tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách là người ta đưa ra những cái giả thiết sẽ sơn vào trong thiên thạch đó một lớp sơn để nó phản chiếu lại với ánh sáng của mặt trời để tạo một hấp dẫn lực ngược lại để nó có thể đi lệch với cái trái đất của chúng ta. Nhưng mà những nhà khoa học họ nói rằng nếu hôm nay đi lệch thì vào đúng năm 2056 nó sẽ quay trở lại một cách còn nguy hiểm hơn với cái thực tế bây giờ. Cho nên cái điều đó người ta xem như là điều bất khả thi. Và vì vậy người ta mới đang nghĩ cái cách là tạo những cái loại chất nổ để nổ banh cái thiên thạch này trước khi nó rơi vào trái đất. Để khi nó đến trái đất nó chỉ còn lại là những cái mảnh bụi hay là những mảnh vỡ rất là nhỏ, để cái sự tác hại của nó không lớn. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta sẽ nghĩ rằng người ta sẽ tạo một chiếc phi thuyền để bay cùng song hành với thiên thạch đó. Để như vậy, để tạo một cái sự hấp dẫn lực. Và chính cái chỗ bay cùng song hành với thiên thạch nó tạo hấp dẫn lực, nó sẽ không đi vào trái đất của chúng ta. Nhưng mà phi thuyền lại điều không khả thi ở chỗ là
chiếc vi thiền muốn tạo được tối thiểu phải 2 năm. Vì vậy cho nên thời điểm từ đây về đó không đủ cái thời gian để các nhà khoa học có thể chế tạo được chiếc phi thuyền. Cho nên điều này rất có thể người ta sẽ bắn những tên lửa hay là người ta dùng một cái chất nổ gì đó để làm cho thiên thạch nó vỡ đi trước khi rơi vào trái đất, hay là va chạm vào trái đất, hay là có tác động ảnh hưởng đến bề mặt trái đất. Như vậy thì từ những thông tin khoa học, từ các lời tiên đoán, từ những cái vấn đề của tôn giáo, rồi từ những vấn đề căn cứ lịch của người Maya mang tính cách một thời văn minh cổ đại, nó đã tạo các cái thông tin cho chúng ta có một cái hình dung về cái ngày tận thế, xem như là một cái điều rất là ghê gớm trong cái vấn đề này. Thì ở đây các thông tin đó, người Phật tử của chúng ta hay là những người dân chúng ta, thông thường thì chúng ta hay hoang mang với những các cái tin đồn như thế này. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, nếu thật sự ngày tận thế có xảy ra, tôi cho ví dụ ngày 21 tháng 12 năm 2012, ví dụ có tận thế xảy ra, coi như là sự hủy diệt toàn bộ, thì ngay giờ phút này tôi xin hỏi với các vị làm gì? Hả? Làm gì? Niệm Phật. Tại chúng ta ở đạo tràng thì chúng ta nói niệm Phật vậy đó. Thật ra tôi có đọc một cái tin cũng nằm trong cái vấn đề của ngày tận thế. Tao có bóp một tin vậy: nếu bạn chỉ còn một ngày nữa để sống thì bạn sẽ làm gì? Các vị nhớ kỹ rằng không ai trả lời niệm Phật như các vị đâu. Tại vì ở đây các vị là người có tu và các vị nhận thức được Phật học, cho nên các vị nghĩ thời điểm đó còn quá gần để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một hành trình cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, tôi đọc hết những cái comment ở trên đó, người ta đưa ra những cái lời. Có người thì nói là: ôi tôi sợ quá, bây giờ cúng hết biết làm gì giờ. Còn có người nói là: tôi chưa có cơ hội để làm một việc tốt gì đó cho cha mẹ, tôi cần phải làm một điều gì đó. Có người nói là: à từ đó tới giờ tôi chưa được ăn món ăn này, vì vậy trong ngày đó tôi phải la gán mà tìm để mà ăn cho được. Có người cứ nghĩ rằng trong những ngày cuối cùng đó nên tận hưởng xét nó xong cuộc đời. Rồi có rất nhiều những thông tin như vậy, nhưng rất ít ở trong đó có những người nói rằng phải cần chuẩn bị một gì đó để tu tập. Và phần lớn có những người nói là: tôi chưa bao giờ làm lợi ích cho cuộc đời, cho nên thời điểm đó tôi sẽ làm điều gì cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt để làm việc có ý nghĩa trên cuộc đời. Như vậy thì ở đây tất cả những cái này nó lệ thuộc vào cái nghiệp cảm, cái quan điểm của chúng ta. Như vậy vì ở đây các vị là một đạo tràng tu tập, cho nên tôi hỏi rằng các vị, nếu ngày đó xảy ra là một ngày tận thế thì giờ đây chúng ta làm gì? Phần lớn chúng ta đều nói là chúng ta cần phải tu tập. Nhưng xin thưa thật với các vị, ý thức về việc tu tập này là một cái thành phần rất nhỏ để gọi là cái của thế giới. Cái của thế giới. Cho nên nó khó là khó ở chỗ này. Nếu tất cả thế giới đều có quan điểm như các vị thì tôi chắc chắn rằng việc này rất khó thể xảy ra. Nhưng mà ở đây sự tu tập của chúng ta nó nằm ở một bộ phận, chứ không phải là đồng bộ tất cả. Cho nên điều này là điều cộng nghiệp của chúng sinh mà chúng ta là người phải hưởng chung nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Vì vậy ở đây các Phật tử chúng ta cũng không cần quá bận lòng về điều này. Tôi nói thật sự với các vị, cái vấn đề này tôi có suy nghĩ một cái điều nó đơn giản như vậy. Cái thời gian kết thúc của trái đất, nhà khoa học cũng có nói mà đạo Phật cũng có nói. Tôi hỏi các vị, đạo Phật có nói đến ngày tận thế không? Hả? Các vị đọc kinh Phật, các vị có thấy hai chữ tận thế trong đó bao giờ chưa? Chữ tận thế ở đây hoàn toàn xuất phát phần lớn là nằm trong thánh kinh. Còn riêng trong đạo Phật chưa bao giờ có chữ này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng Đức Phật không có nói đến ngày tận thế. Mà cái ngày tận thế trong đạo Phật là một cái điều học thuyết của đạo Phật mang tính cách rất là thực tế, rất là tự nhiên, chứ không phải là bình thường. Cái từ mà chúng ta cảm thấy rằng trong Phật học dùng cái từ, các vị nào nghe cái bài giảng của tôi giảng là sự hình thành thế giới và con người chưa? Trong đây có ai nghe bài giảng đó chưa? Rồi, trong bài giảng đó thầy nói là quan niệm của đạo Phật về sự hình thành thế giới có nghĩa là thế giới được đi vào sự hình thành từ cái tiến trình thành, trụ, hoại, giả và không. Như vậy cái thời gian để hình thành
thời gian để dừng trụ, thời gian đi vào kiếp hoại và thời gian tan rã. Đây là một thời gian rất khó có thể nói trong cái thời điểm gọi là 5-3 ngàn năm như thế này. Chúng ta biết rằng học thuyết của Đạo Phật là một học thuyết duyên sinh. Sự có mặt của thế giới này không phải do thần thánh nào để tạo ra cả, cũng không có một đấng tạo hóa nào tạo ra, cũng không có một vị thượng đế nào tạo ra thế giới này. Hoàn toàn cái học thuyết của Đạo Phật mang tính cách duyên sinh, là các điều kiện để có được. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy các yếu tố được đầy đủ thì thế giới này có mặt và hình thành. Và các yếu tố đầy đủ thì con người có mặt và hình thành. Và chính vì đó cho nên trái đất đã trải qua thời kỳ, một thời kỳ rất dài, mà nếu các nhà khoa học nói đã 13 tỷ rưỡi năm rồi, tương đương gần 14 tỷ năm để trái đất này tồn tại như thế. Như vậy thì Đức Phật đã nói là trái đất thời kỳ thành, rồi thời kỳ trụ, thời kỳ hoại và đi đến thời kỳ không. Thời kỳ không là trái đất này tan rã và sự sống không còn. Nhưng mà cái thời kỳ không nó được khẳng định bằng điều gì? Theo trong kinh Đức Phật nói, con người chúng ta đang sống trong kiếp giảm. Có nghĩa là từ khởi thủy con người có một tuổi thọ rất dài, đó là 84.000 tuổi. Cái từ này được mặc định cho một tuổi thọ rất cao. Và qua quá trình con người gây nhiều ác nghiệp, cho nên mỗi 100 năm tuổi thọ con người giảm đến 1 tuổi. Và giảm tới hôm nay là con người còn bình quân là khoảng 75 tuổi. Như vậy trong vấn đề của kiếp giảm, tiếp tục khoảng 100 năm sau, nếu ác nghiệp con người tăng dần thì cứ giảm 1 tuổi. Giảm tới khi nào cái kiếp giảm chỉ còn 10 tuổi thọ là con người chết, thì lúc đó là thời kỳ của kiếp giảm, coi như là tột cùng của kiếp giảm. Thì cái thời này con người sống nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều dâm, nhiều tội ác, nhiều tất cả. Và thời này con người như một thú vật sống hỗn độn như vậy, không ai yêu thương ai nữa, không ai nhường nhịn ai nữa, không ai tha thứ ai nữa. Và trong cái quá trình của cuộc sống đó gọi là thời kỳ đao binh kiếp, là cái kiếp đầu tiên xảy ra. Và theo kinh học thuyết của Đức Phật, cái ác nghiệp con người tăng đến độ mà tất cả các không khí, cây cỏ đều biến thành chất độc hết. Và tất cả các loại cây nào cũng có thể giết mình được hết. Và môi trường sống lúc đó là một môi trường sống vô cùng đau khổ. Con người 3-4 tuổi là đã bắt đầu lập gia đình, đã bắt đầu đến đời sống tình dục đó, rất là thấp như vậy. Và tuổi thọ 10 tuổi kết thúc. Và con người sống nhau bằng chém giết để còn sự tồn tại. Như vậy cái thời gian mà để 100 năm giảm đi 1 tuổi, mà giảm đến khi nào kiếp giảm con người còn chỉ 10 tuổi à, thì như vậy là đã đến kiếp giảm tột cùng. Cái kiếp đó gọi là đao binh kiếp. Và tiếp theo nữa là thủy tai. Tức là tam tai là đao binh tai, rồi thủy tai, rồi quả tai. Thủy tai là như một đại hồng thủy toàn bộ, và quả tai là một sự lửa thiêu toàn bộ. Thì ở đây chúng ta thấy giống như núi lửa, hay là hoặc là ghen đề đại hồng thủy vậy đó. Thì trong học thuyết của Đạo Phật nó là như vậy. Và đó là đến thời kỳ coi như hoại ở vấn đề là tận mãn diệt của trái đất. Vậy thời gian đó chúng ta còn tính lại còn rất là xa vời, thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy quan niệm của Đạo Phật nó đồng với khoa học là chỗ này. Khoa học người ta cũng đưa lên cái học thuyết gọi là học thuyết Big Bang, tức là học thuyết về về cái vụ nổ đầu tiên để có trái đất. Và người ta nói cái nhân của trái đất này được hình thành khoảng 500 triệu năm như vậy, rồi cuối cùng trái đất này nó mới có một cái sự tổng thể như thế này. Và chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm, chẳng hạn như thời kỳ của khủng long hàng mấy triệu năm, hay là mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm gì đó vân vân, rồi nó dài dài mới đến tới sự sống của loài người chúng ta. Nhưng mà tính về mặt thời gian căn bản, trái đất của chúng ta tồn tại khoảng gần 14 tỷ năm. Và các nhà khoa học cho rằng trái đất của chúng ta đã già cỗi. Và điều này các nhà khoa học cũng nói rằng trái đất chúng ta một ngày nào đó sẽ vỡ tung, và sự sống toàn bộ trên trái đất này không còn. Cái điều này không phải trong Phật mà trong nhà khoa học vẫn nói. Nhưng mà cái thời điểm để nổ tung đó, nhà khoa học đưa ra cái thời điểm ít nhất là khoảng 1 triệu năm nữa, là nói lên rằng là khi mà hệ mặt trời giãn nở ở một mức độ vô cực thì có thể là thiêu đốt trọn cả trái đất này à, và cái lần đó là lần cuối cùng của hệ mặt trời giãn nở đó, rồi là hệ mặt trời vĩnh viễn không còn trong thái dương hệ của chúng ta nữa. Cuối cùng hệ mặt trời nó sẽ vỡ đi
và còn lại chỉ là những cái tia gọi là tia cực tím lờ mờ như một đám sao lùng và biến mất trong hệ mặt trời của chúng ta. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là điều gì? Nhưng mà từ đây đến thời điểm 1 triệu năm, đó là tính theo quy trình tự sanh tự diệt của trái đất theo cái nguyên tắc của nó. Nhưng mà nếu có một thiên thạch nào đó của một thế giới nào đó nó hư hoại, nó bể đi và nó đi thẳng vào trái đất thì cái thời điểm đó không ai xác định được. Và từ đây đến 50 năm sau, các vị biết rằng có rất là nhiều những thông tin khoa học về các thiên thạch đi vào trái đất của chúng ta. Như vậy thì bây giờ trên nguyên tắc, cái gì nó hình thành rồi nó trụ lại một thời và cuối cùng nó hủy hoại và biến mất đi, đó là nguyên tắc. Con người chúng ta cũng đi theo tiến trình sanh, già, bệnh và chết. Thế giới đi theo một tiến trình thành, trụ, hoại, không. Như vậy chúng ta đang sống trong kiếp hoại. Và điều này giữa Phật học và khoa học đã đi đến một cái kết luận cho mọi người đều biết. Tất cả mọi con người chúng ta hay là thế giới này, cái gì có hình tướng đều phải hư hoại. Đây là câu trong kinh điển. Đức Phật dạy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đó là câu trong kinh Kim Cang. Như vậy tất cả những cái gì nó có hình tướng, nó có hình thể như thế này, nó do duyên để thành hình thì nó phải có một ngày tan hoại. Điều đó là một điều tất yếu mà không thể có cách khác hơn được. Trở lại vấn đề, như vậy là vấn đề tận thế giữa học thuyết của Đạo Phật, giữa quan điểm của nhà khoa học và học thuyết của các tôn giáo khác để nói về ngày tận thế, nó có cái khác. Ngày tận thế của các tôn giáo nó mang cái nghĩa là đó là ý chỉ của thần linh, đó là ý chỉ của Thượng Đế. Tức là Thượng Đế quyết định ngày đó là ngày tận thế, ngày đó là ngày có sự thanh lọc, ngày đó là ngày đổi đời, ngày đó là ngày để tuyển chọn cho những cái người gì đó hiền thiện gì đó để lên cung trăng, để lên thiên đường gì đó. Còn tất cả những người khác thì sẽ bị cọp, sói, sư tử, bồ câu, diều hâu ăn gì đó. Tất cả cái đó là các học thuyết khác nhau về tín ngưỡng. Như vậy là cái thế giới này còn hay là mất hoàn toàn với những cái người tín ngưỡng của tôn giáo, đây là hoàn toàn do Thượng Đế quyết định, định đoạt cho sự còn và mất của thế giới này. Nhưng mà học thuyết của Đạo Phật, tận thế thì Đức Phật không có dùng từ đó, nhưng mà thế giới này nó sẽ tan hoại, hư rã và mất đi. Có, nhưng mà nó theo quy luật của rất là tự nhiên. Ở đây khoa học giống với Phật học, chứ không phải Phật học giống với họ. Bởi vì Đức Phật đã nói điều này cách nay 25 thế kỷ rồi, phải không? Từ ngàn xưa Đức Phật đã nhìn thấy trái đất của chúng ta là một cái hành tinh rất nhỏ trong vô số tất cả các thế giới khác. Mà Đức Phật đã từng nói một câu sao? Hằng hà sa số thế giới, có phải vậy không? Đức Phật nói là thế giới này nó nhiều như cát sông Hằng, chứ không phải là những cái vấn đề của chúng ta hôm nay mà nói kiểu lượm thượm vậy đâu. Và Đức Phật nhìn vào một con người trước khi mà có kính hiển vi để tìm ra được vi trùng học như bách tưa chẳng hạn, thì ở đây Đức Phật đã nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại thân nhi trú. Trong thân người của chúng ta có vô số các loại vi trùng nó trú ẩn ở trong đó. Và một cái bài kệ bất hủ trong Đạo Phật để nói về vấn đề cái tầm nhìn của Đức Phật về các loại vi trùng học, như là Phật quán nhất bát thỉ bát dạng tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Ta xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu chẳng trì chú này như ăn thịt chúng sinh. Như vậy thở đó Đức Phật có đeo một cái kính gì để dòm vào bát nước không? Không, bằng một con mắt của tuệ nhãn Đức Phật đã nhìn thấu được về thế giới, nhìn thấu được vi trùng, nhìn thấu được vạn vật. Mà các nhà khoa học bây giờ đánh một dấu hỏi rất lớn, ngày xưa tại sao Đức Phật hiểu được điều này? Viễn vọng kính hay là kính thiên văn học chúng ta có ở khoảng thế kỷ thứ 17. Một trong những người phát minh về kính thiên văn đó là Galilei. Lần đầu tiên có kính thiên văn để nhìn thấy trong vũ trụ này có vô số các hành tinh khác. Như vậy trước đó cả hơn 20 thế kỷ Đức Phật đã nói về các thế giới nhiều như thế rồi. Rồi vi trùng này tới thế kỷ thứ 18 chúng ta mới phát minh được cái này, thì Đức Phật đã nói cách đó hơn 23 thế kỷ rồi, là Đức Phật đã thấy được vi trùng như thế rồi. Như vậy thì giữa Phật học và khoa học nó có những cái điểm đồng, và điểm đồng này chính là cái điều mà Albert Einstein, một nhà bác học về học thuyết tương đối, ông đã nói như thế nào: điểm cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. Có nghĩa là cái sự khả năng hết mức của khoa học
nó mới chỉ là cái khởi điểm của Phật học thôi. Phật học đã đi 1000 cây số mà khoa học phát triển hết mức rồi mới chỉ được có cây số đầu tiên đối với nền Phật học thôi. Ông đã từng thừa nhận là như vậy, và sự thật nó là như vậy. Phật học phải là người đi trước của thời đại chúng ta, và Đức Phật là người có trí tuệ đi trước cả thời đại, mà bằng tầm nhìn không cần bất cứ một phương tiện khoa học, công cụ y khoa nào để có thể nhìn nhận được thế giới hay là nhìn nhận được vi trùng, mà bằng con mắt của Ngài thôi. Như vậy Đức Phật là một bậc thầy quá tuyệt vời trong lĩnh vực này. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói là thế giới sẽ đi đến hư hoại, nhưng mà cái thời gian hư hoại trong học thuyết của Đạo Phật nó là một cái thời gian còn rất là xa. Nhưng Đức Phật cũng không đưa ra một cái mốc nào để gọi là thời gian nào thế giới này nó hư hoại, mà Đức Phật chỉ nói một câu tóm tắt: đủ duyên thì còn, mà hết duyên thì tan mất. Nó là như vậy. Ví dụ chiều nay một thiên thạch nào đó nó rơi vào mà nhà khoa học phát hiện không kịp, quất một cái ành giữa thế giới này, thì có thể chiều nay tất cả nhân loại chúng ta sẽ chết. Đó là điều đương nhiên như vậy đó. Nhưng mà cũng có thể rằng 1 triệu năm nữa mà không có một cái gì tác động đến cái thế giới của chúng ta, thì thế giới chúng ta vẫn nghiễm nhiên như một sự sống, mà nó được lặp đi lặp lại như một sự tuần hoàn. Điều đó không ai nói được trước là một vấn đề gì. Cho nên tôi nói thật với các vị, điều này chúng ta nên hiểu. Tôi đã từng phân tích, tôi nói như thế này: cái thế giới này chúng ta được thu gọn lại giống như một cơ thể của chúng ta. Cái điều này tôi đã nói để các vị cảm nhận được điều này. Ví dụ bây giờ tôi nói là một cái cô chú nào ở trong đây chẳng hạn, khi mà chúng ta đi khám bác sĩ và chúng ta đo điện não đồ, tâm đồ, chúng ta thử về huyết học, chúng ta thử về các loại bệnh ung thư, vi trùng, vân vân, tất cả. Và tất cả các cái thử nghiệm đó được ok, báo rằng ví dụ bây giờ cái cô này đang là cho 40 tuổi đi, thì qua cái kiểm nghiệm hoàn toàn ok, cho nên bác sĩ mới nói với cô rằng cái sức khỏe cô rất tốt và cô có khả năng là sống tới 80 tuổi. Có nghĩa là cô còn mấy mươi năm nữa? Còn 40 năm nữa. Thì khi cô nghe bác sĩ dự đoán rằng cô sẽ được sống 40 năm nữa với cái khả năng sức khỏe và mọi thứ như vậy, cô về khoái quá, bắt đầu lập lên kế hoạch là ta còn sống dài rất là tốt, cho nên lập lên kế hoạch một sự ăn chơi tuyệt vời. Bắt đầu cô mới tìm tất cả các loại rượu mạnh, hay là tìm các loại heroin cực độc, hay là tất cả các thứ gì độc nhất trên cuộc đời, để bắt đầu cô tận hưởng những tháng ngày cho 40 năm đó. Thì như vậy mới có 45 năm cái cô tự nhiên sanh ra một cái chứng bệnh sắp chết. Cái cô mới nói rằng ông bác sĩ này vô cùng bậy bạ, phải không? Tiên đoán tôi đến 80 tuổi mới chết, mà tự nhiên mới có 45 năm tôi mới, từ khi mà tôi ổng kiểm tra cho đến nay mới có 5 năm là tôi sắp chết rồi. Như vậy thì bây giờ trên căn bản cô này có thể sống được tới 40 năm nữa, nhưng mà khi cô sử dụng những cái điều quá đáng cho bản thân, thì tự nhiên thay vì 40 năm nó chỉ gom lại còn lại có thể 5 năm, 3 năm, 2 năm, tùy theo cái nhu cầu chế độ sống của cô. Tôi đưa ra thí dụ này các vị hiểu điều gì không? Như vậy tôi nói với các vị cái đó như một lời minh chứng rằng, ví dụ các nhà khoa học này tiên đoán thế giới này chúng ta sẽ tồn tại khoảng bao lâu, cho dù là tồn tại khoảng 1 triệu năm nữa đi, nhưng mà nếu tất cả sự hủy hoại của chúng ta bằng cái cách là chúng ta không thương tiếc, không bảo vệ môi trường, không duy trì sự sống này một cách ổn định, chúng ta làm phá hoại môi trường và khí hậu, và chúng ta làm bất ổn trong lòng đất, thì thay vì 1 triệu năm đó, nó còn chỉ khoảng 50 năm là chúng ta đã kết thúc cái thế giới này rồi. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là tận thế do đâu. Tôi muốn nói là hai nguyên nhân căn bản để dẫn đến sự hủy diệt toàn bộ. Thứ nhất là do vấn đề thiên nhiên. Nếu có một thiên thạch, hay là có một trận động đất kinh hoàng của toàn thế giới, hay là có một cái đại hồng thủy, nói chung là sự chấn động toàn bộ thế giới này, bốn biển nước đều trải tràn, thì cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Đó là quy luật của trời đất, của thiên nhiên, mà không có một ông bác học, nhà khoa học, không có một người nào có thể ngăn cản được điều này. Và điều đó bao giờ xảy ra chúng ta không thể biết được. Chúng ta không thể đo lường được hết trong lòng đất nó là cái gì. Chúng ta cũng không thể đo lường được hết tất cả các hiện tượng là cái gì. Giống như Nhật Bản, một cơn đại hồng thủy như vậy, Nhật Bản có biết trước được 5-10 ngày gì không? Chỉ cần một sau một cơn địa chấn thôi,
thì nước Nhật Bản trong mấy thành phố sẽ vui vào trong lòng biển như thế. Điều đó không ai có thể tiên liệu được. Và ai lúc đó ngăn cản được cái đó? Một nhà khoa học nào ngăn cản được cái đó? Người Nhật Bản người ta có thể dự trù rằng đất nước người ta nằm trên cái vành đai của đường xích đạo hay là của gì đó, cho nên dễ xảy ra động đất hay là mọi thứ thiên tai khác. Cho nên người ta nghĩ đất người ta sẽ dễ bị nước biển nhấn chìm. Cho nên người ta đã xây một cái bờ bao cao khoảng 10 mét để hạn chế nước biển dâng tràn vào. Nhưng mà thực tế sóng thần đến, nó đẩy một cái, mấy cái bờ bao đó cũng bay hết á. Các vị nhớ ghi gớm như vậy đó. Cho nên khi các vị coi trên cái clip, tại sao mà ở mé biển mà nước nó chảy như thác vậy? Tại vì nước ở ngoài đổ vào mà chúng ta thấy từ trên xong là xe thì đậu ở dưới này, mà cái bờ giữa cái đâu mà nước nó chảy tràn trên nó xuống như thế này. Đó là cái bờ bao bảo vệ của Nhật Bản đó, rất là lớn đó. Nhưng mà nó lùa một cái là đi hết, đi toàn bộ. Như vậy cái sức của con người không thể nào chịu đựng với sức tàn phá của thiên nhiên. Như vậy thì nếu một ngày nào đó quy luật của thiên nhiên là núi lửa, là động đất, là bão tố, là cái gì đó xảy ra đồng bộ, hoặc có thể với một lý do nào đó không khí này nó sẽ mất oxy một cách toàn bộ, thì chúng ta có thể chết ngạt trong một cái vũ trụ mênh mông như thế này. Như vậy thì cái điều này, nếu sự tận thế có xảy ra, chỉ một trong hai điều. Điều thứ nhất là quy luật của thiên nhiên. Điều này không có một sự can thiệp của một bàn tay của một con người nào can thiệp được vào trong này.